Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video độ chế nữa nhé anh em. Đây Trung có thêm hai cái con motor bơm thủy lực DC nhé, điện DC 24V. Hai cái con nó y hệt giống như cái ba cái con của đợt trước cách đây 2 ngày đó anh em. Y hệt không khác gì hết. Cùng một loại luôn của cái lô xe thang nâng người đấy. Xe thang nâng người cắt kéo đấy. Cái con này thì hôm trước Trung cũng có giải thích một vài thông số rồi, trên video này Trung nói lại, đăng video mới nói lại là nó có đây này, thông tin về áp suất nhá. Khoảng 16 MPa megapascal đấy thì nó là khoảng 100 tương đương 160 kg nhá. Áp đấy, lưu lượng thì nó không để, nó chỉ để có DC 24V và áp thôi. Rồi à. Một cái motor DC như thế này này. Thân motor khoảng gang tay nhé, cao cái tầm cao nó cũng khoảng gang tay đấy, thì tầm khoảng 20 đấy mình. Rồi nó còn thêm cái phần phần bơm phía ngoài nữa, bơm thì có một cái ngõ hút, một cái ngõ ra, đơn giản như vậy thôi. Tên tuổi của motor nhé. Rồi một dây trừ, một dây cộng, cấp điện vào cái cọc cộng này thì nó chạy thôi, đơn giản. Con này công suất nó khoảng 1000W nha nè, công suất khoảng 1000W, chạy ắc quy đôi nhé, hai ắc quy điện 24V. Đấy, cọc điện đây này. Bên trong ruột thang trắng tinh hết nhé. Mấy con này mình bao chạy hết hàng bãi. Chất lượng đẹp. Mấy cái ống này để mình cắt bỏ này, lung tung quá. Này, có một cái dây mát sẵn như thế này. Dây nóng thì không có. Anh em về cấp nguồn vào đây này. Là chạy này. Dây mát nó chính là mát sườn luôn nhé. Anh em có nhu cầu sử dụng làm một cái bộ nguồn thủy lực mini để test đồ, chế đồ làm bằng nâng. Làm lắp vào bẩn nâng. Chế thiết bị cẩu mini gì đấy. Phù hợp với công suất 1000W bơm thủy lực này thì anh em có tham khảo nhé, xem qua hai cái con này ứng dụng vào được việc gì không nhé. Đấy, chung quay các kiểu các hướng, bên trong cỏ gốc thang còn rất là đẹp nhé em, hàng bãi mà những cái con này là hàng tuyển chọn không đấy, nên chất lượng của nó là tuyệt vời luôn, hình thức cũng đẹp nữa. Cỏ gớp thang bên trong đấy, đây cái dàn thang này, đời này nó chạy 4 cực, nó quấn dây cái kiểu gì mà nó chạy chạy hai má thang thôi, hai má thang ở hai góc này này. Rồi Chung có một cái video đơn giản, hai cái món hàng đơn giản như vậy cũng không có gì để miêu tả nhiều. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng chế cháo lắp đặt vào công việc gì đó thì anh em liên hệ nhé, hai món đang sẵn tại nhà. Hai cái món này là hai món mới về sau nhé. Cái lô trước ba con thì đã bán hai rồi. Còn có một cái con không có chân á. Nếu anh em có theo dõi cái kênh thì anh em sẽ biết. Còn cái con còn tồn lại một cái con không chân thôi. Đợt này thì nó về được thêm hai con có chân cẳng đầy đủ này. Bắt bu lông, bốn bu lông vào này. Để anh em bắt đế, bắt nền gì đấy. Rồi cứ thùng dầu bên ngoài, ở cấp dầu vào đây. Rồi đây là ngõ ra, anh em qua công tắc, là qua solenoid, qua điều khiển, qua gì đấy để chạy những cái thiết bị thủy lực khác nhau, kéo ti ben, ti nâng nâng hạ, motor thủy lực, nói chung kéo để thử, để tải những cái thiết bị thủy lực khác nhau nhé. Anh em tính toán phù hợp công suất thì lắp đặt thôi. Rồi chung kết thúc video à.